Con Jupiter 102A này là hàng con được sinh ra bởi mẹ nó chính là Jupiter S4 và cha nó là Jupiter T102, đẻ ra hàng con tên là Jupiter T102A. Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu và cũng như hướng dẫn các bạn cách sử dụng đồng hồ JUICZT102A. Đây, khi bạn mua bên mình thì các bạn sẽ được tặng kèm theo cuốn sách sử dụng bằng tiếng Việt, rất là dễ hiểu, chúng ta đọc trước khi xài ha. Đây, hướng dẫn sử dụng cơ bản đồng hồ JUICZT102A các bạn. Đây ha, có hình ảnh minh họa luôn các bạn. Đây, ảnh minh họa luôn ha. Đây là cái bên đây thì ta sẽ có những cái thông số nó các bạn ha. Thông số vôn một chiều sẽ đo được tối đa là 1000 V một chiều các bạn ha. Vôn xoay chiều á sẽ đo được tối đa là 750 V xoay chiều. Về ampere sẽ đo được tối đa là 10 ampere một chiều cũng như là 10 ampere xoay chiều cũng là 10 ampere luôn. Còn về ôm thì gọi là điện trở sẽ đo được tối đa là 60 mg ha, 60 mg. Rồi, về tụ sẽ đo được tối đa cái tụ sẽ đo được tối đa là 10.000 nha, 10.000 UF ha. UF là cái đơn vị chúng ta thường dùng đó là UF á, thì hôm nay sẽ được tối đa là 10.000 UF, rất là lớn. Về đo nhiệt độ á sẽ đo được tối đa là từ âm 20 độ C tới 1.000 độ C ha. Rồi ok, tần số sẽ đo được tối đa là 10 MHz ha, rất là lớn luôn ha, rất là lớn. Nói chung là những cái thang đo được cho nó của nó là rất là lớn, chúng ta hãy dùng được rất là nhiều thứ ha. Rồi ok, đây sách. Nói chung bạn nào không biết dùng á, chúng ta đọc trước khi xài ha. Còn nếu chúng ta sử dụng sai cách gây ra tình trạng cháy nổ thì bên mình sẽ không bảo hành. Hiện tại thì cái giá đó chỉ là giá bảo hành thôi, còn về sản phẩm nó như nhau hết. Thì cái 6 tháng với cái 1 năm thì đều là một sản phẩm thôi, chứ không phải là loại 1, loại 2 nha. Đều là một sản phẩm nhưng mà cái bảo hành 6 tháng với cái bảo hành 1 năm. Thì chúng ta tùy chọn cái gói bảo hành thôi, chứ không phải là loại 1, loại 2. Nó cùng một loại thôi các bạn. Rồi bên trong ha. Bên trong nói các bạn sẽ được cái tặng que đo thường ha, que đo thường nè. Đây, đây là que đo nhiệt độ ha. Đây là cái túi đồng hồ và có đựng đồng hồ trong đây. Đây là sách tiếng Anh. Thì nói chung là chúng ta đã được tặng sách tiếng Việt rồi, chúng ta không không cần đọc sách tiếng Anh làm gì ha. Rồi ok. Và theo đó chúng ta sẽ có một phí bảo hành. Hiện tại cái hộp này mình không 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 có. Rồi. Đây. Đây là cái hộp ngoài nó rất đẹp các bạn, rất là sang. Rồi ok. Mình sẽ đây là cái que đo nhiệt độ nè. Đây là que đo thường. Đây, đây là que đo đây là cái đồng hồ, nhầm, đồng hồ chứ không phải là que đo. Đồng hồ ở đây. Rất đẹp bạn, được tặng cái túi hay cái túi này ta đem đi chơi được rất là hay ha. Đây là cái đồng hồ nè. Bên trong có lắc pin sẵn rồi. Thì theo như giang hồ đồn đại thì cái con JUICZT102A này là hàng con được sinh ra bởi mẹ nó chính là JUICZT4 và cha nó là JUICZT102, đẻ ra thằng con tên là JUICZT102A. Thì nói chung thì nó như vậy á, có nghĩa là nó bao gồm tất cả các chức năng của hai thằng ZT102 và thằng Auto ZS4 luôn. Đó, bao gồm cả hai chức năng của cái tất cả cái thằng đó luôn. Thì đây là cái vỏ màu đen. Đó, đây là trong pin nó có pin ha, pin trong đây. Đây là modem máy, khi mình bán sẽ ghi modem này và bảo hành theo cái modem. Đây là những cái thang đo. Đây là cái tên JUICZT102A. Đây là cái thang nó rất là đẹp bạn, nhìn rất là đẹp màu đen các bạn. Chúng ta mở lên. Đó, cái đèn nền này rất là đẹp luôn các bạn. Nhìn cực kỳ chắc, chắc chơi luôn không? Nhìn là chắc chơi luôn, có cái đèn trong này nè, chắc chơi người dơi luôn. Đó, tắt qua lên rồi nè. Đó, nhìn rất là chắc, rất là đẹp luôn á. Mình chết cho thấy loại nào đẹp như loại này luôn. Rồi ok. Rồi, thì mình sẽ đo thử cho các bạn xem. Nếu chúng ta để qua thang auto rồi nè. Đây, thang ốp ha. Khi chúng ta gạt qua thang auto, gạt qua chỉ qua thang auto rồi nè thì chúng ta sẽ đo được von, điện trở và thông mạch mà không cần chỉnh thang đo. Khi chúng ta để thang auto này, chúng ta sẽ đo được von, điện trở, thông mạch. Đó, ba chức năng nó gồm vô thang này luôn. Vôn là bao gồm vôn xoay chiều, vôn một chiều luôn các bạn.
Rồi ok. Có nhiều bạn hỏi mình là tại sao khi chúng ta đo đồng hồ auto để thang auto đo thì cái giá trị nó hiện lên chậm quá. Thì tất nhiên rồi các bạn, khi chúng ta dùng thang auto thì cái đồng hồ nó phải nhận diện đó là đơn vị gì. Nó mới chọn thang đo phù hợp thì nó sẽ nói chung là sẽ chậm hơn so với ta dùng cái đồng hồ gặt nút bình thường thì nó sẽ chậm hơn rất nhiều. Chậm hơn nhiều lắm đâu. Chậm hơn thôi chứ không có nhiều. Rồi ok. Đây có cái đồi đỏ ha. Rồi. Chúng ta chọc ra đo lại. Đồng hồ kêu và báo thông mạch các bạn ha, thông mạch ha. Rồi. Khi chúng ta muốn đo điện một chiều ta đo vô đây, đo đo pin đây, đây có cục pin ha, đang đo pin nè. Đó. Cho dù chúng ta đo sai que đi nữa vẫn không vấn đề. Ha. Để dấu âm thôi chứ không có vấn đề gì ha, để dấu âm thôi, 3,957 V. Rồi. Ta đúng lại thì cũng không sao, nó trả về. Đo lại ha. Rồi. Rồi. Rồi, 3,954 56. Rồi ok. Hiện tại đồng hồ này có chức năng hon. Bấm một cái. Ok, chắc chị sẽ giữ lại ha, không mất đi. Đó, ok ha. Rồi bấm một cái nữa trở về vị trí cũ. Rồi. Nếu chúng ta muốn nói chung là tất cả các hướng dẫn bạn đều có trong đây hết trơn nè. Bạn đọc cái này trước đi là bạn ăn là dùng được luôn á. Không đường nào mà chạy á. Ví dụ chúng ta muốn đo tần số, chúng ta có hai lựa chọn, một ta để ở đây ta đo cũng được, một ta đem ở đây đo cũng được, nói chung muốn đo tần số đo đâu cũng được hết á. Đây, dù mình đưa qua đây cho dễ đi ha, cho nó riêng biệt. Đây, đưa đây ha. Rồi, chúng ta sẽ không cần chạm que đo đâu, ta chỉ cầm cầm cái chỉ cần cầm cái máy thôi. Chỉ cần cầm cái máy thôi. Ta đưa gần lại cái nguồn điện thì sẽ tự động nó ăn cái tần số ha. Đây các bạn thấy hiện tại mình đang có cái bóng đèn này ha. Chúng ta muốn đo tần số á, ta chỉnh về cái thằng thằng HZ này ở đây nè, chúng ta đưa lại gần nguồn điện đây, tự động nó lên 50 Hz luôn các bạn ha. Đi ra sao nè, nó sẽ mất đó. Ok, đi lại gần nè, lên lại ha. Rồi đó là chức năng phát hiện nguồn điện. Còn về chức năng NCV, đây là EF NCV chức năng phát hiện nguồn điện nè, ta bấm bấm vô đè giữ giữ vô đó, ok nó sẽ ra chữ EF. Đưa lại gần ha. Đó, nó sẽ lên nhảy số ha. Đó, phát hiện nguồn điện ha. Dò được khoảng đây các bạn. Khoảng này thì sẽ có điện này nha, khoảng 5 xăng ha, khoảng 5 xăng có điện ha. Khoảng 5 cm ha. Rồi lại gần sẽ càng mạnh lên. Xa yếu yếu. Và khoảng xa nhất đó mình đoán là khoảng 5 xăng các bạn. Rồi, còn về đo điện trở, chúng ta sẽ đo như sao? Chúng ta sẽ chỉnh về thang auto luôn, không cần phải đắn đo, cứ đưa về thang auto các bạn. Auto nói chung là ta đo vol điện trở thông mạch là cứ để auto đo. Rồi, ok điện trở hiện tại mình có con trở đây, điện trở 39 kg bình thường hay test các bạn xem. Ok đưa vào đo luôn ha, không chạm vào ve đo khi ta đo. Đây là lô 38,5, hay điện trở 39 mình lên 38,5 là ok ha. Ok. Còn về đo gọi là cái gì? Vol xoay chiều á thì cũng tương tự các bạn, vol xoay chiều cũng như đo vol một một chiều thôi, không khó. Chúng ta cứ đưa que đo vào ổ điện ta đo thôi, để auto rồi nè. Đưa que đo vào ổ điện đo thôi. Rồi. Còn về đo tụ. À, đo tụ cũng phải chỉnh ha. Đo tụ, đo tần số, đo nhiệt độ, ba thang này các bạn phải chỉnh. Ok. Vô đo tụ đi. Đây bạn thấy là ở đây có cái hiệu tụ, đây ký hiệu của cái tụ nè là cái này nè, là cái tụ nè. Rồi chỉnh vào đây thì ở cái thang này chúng ta sẽ đo được ôm, đo được là ôm nè, diode nè, thông mạch nè, và giờ tụ ở đây chỉnh lúc này hai nút sale là sẽ bấm vô đây. Đây là về vol là nó đang hiển, đây là đo thông mạch, đây là đo thông mạch, đang hiển nghĩa chung là đo thông mạch. Đây NF, ok đây là tụ ha, để chức năng tụ NF. Chúng ta cứ đo. Rồi, chập hai que đo vào tụ, đúng cực các bạn. Các bạn hỏi mình là đo tụ quạt với tụ hóa thằng nào sẽ đo nhanh hơn? Thì tất nhiên cái thằng nào số UF bự hơn thì thằng đó sẽ đo lâu hơn.
nha, thằng nào số UF bự hơn thằng đó sẽ đo lâu hơn. Đây là tụ 34 nha, băm đúng rồi bạn, tụ này tụ 33 ha, ra đây là 34 này, đây là tụ 33 đây, lấy nét không được, đây hai tay đang cầm cái gì để nét, đây tụ này 33 ha, đây 33 đây ha. Rồi ok, mình đo thì nó ra 34, thì nói chung cái số, cái số tụ bạn á nó càng lớn thì sẽ càng lâu. Rồi, ok, đó chính là đo tụ. Còn về đo nhiệt độ thì sao, chúng ta chỉnh đây có đo nhiệt độ ở đây nè, đây đo nhiệt độ đây nè, rồi ta chỉnh về đây, hiện tại đang là ở thang đo đây. MV là milivolt, thang đang đo milivolt, chúng ta không cần đo milivolt, chúng ta nét qua 2mF cũng không không cần, đây là milivolt AC thì cũng không cần đo AC, mà đang cần đo như đo nhiệt độ mà bấm qua cái nữa, đây đo độ độ C, ta sẽ gỡ bên này ra, rồi chúng ta sẽ gắn cái que đo nhiệt độ vào. Rồi hiện tại nó xuống độ, thấy không, xuống độ liền, tại vì gắn nhiệt độ vào nó sẽ xuống hoặc lên tùy theo cái nhiệt độ bên ngoài môi trường, mình sẽ bóp lại cho nó thử nó nóng ha, bóp lại chà chà cho nó nóng nè. Đây là cái đầu que cảm biến các bạn, đó thấy không? Nó lên 37 không, mình buông ra nó sẽ xuống nè, đó thấy không, đây mình đang thử đưa vô tủ lạnh nè bạn, cái que đang đỡ vô trong tủ lạnh ha, xuống nhiệt độ nó xuống nè, xuống từ còn có 7 độ nè, thấy không, nó đang xuống nè, đây que này để trong đây nè, ok mở cho bạn xem nè, xuống còn có 4 độ thấy không, 3 độ đó, ta lấy qua ra ngoài để ra ngoài môi trường sẽ lên độ lại ha. Rồi ok, đó lên lại 20-30 độ lại ha, đó. Rồi đó chính là đo nhiệt độ trong khoảng là từ âm 20 độ tới 1000 độ, bạn cứ đo thôi. Rồi đây là cái đầu cảm biến nè, đưa vô đâu thì nó sẽ chỗ đó sẽ lên nhiệt độ ha. Nếu bạn nào cần mua hoặc cần tư vấn là đồng hồ này, cứ liên hệ mình trên đây, số điện trên đây ha, Zalo hoặc là gọi điện đều được ha. Lần này mình đang gửi đi toàn quốc ha. Rồi ok, video mình tới đây kết thúc. Mình không hướng dẫn các bạn cách đo ampe, vì để mà đo được ampe các bạn phải hiểu ha, phải hiểu chứ các bạn đo không, các bạn không hiểu thì đừng đo ampe, nó rất là nguy hiểm. Còn nếu bạn nào cần về cách đo ampe hoặc là thắc mắc về cái thang đo này, hãy vui lòng inbox hoặc là nhắn tin mình trên số điện thoại trên đây để mình hướng dẫn cặn kẽ các bạn trước khi dùng. Bởi vì thang đo ampe rất là nguy hiểm, các bạn đo mà không đúng thì nó sẽ cháy, gây ra tình trạng cháy nổ. Bên mình sẽ không bảo hành trường hợp chúng ta đo ampe cháy nổ nha. Vì đo ampe mà chúng ta không đo đúng cách, chúng ta đo song song như đo điện áp là sẽ cháy ha. Ta phải đo mắt nối tiếp mới không cháy được. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã xem video này. Thấy hay thì like, subscribe kênh giúp mình, sẽ ra những video mới nhất. Rồi ok, chào các bạn.